Thưa quý vị, An Phú là nút giao thông quan trọng và lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, đang được xây dựng với quy mô 3 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Nút giao An Phú được khởi công xây dựng cuối năm 2022 với thiết kế hiện đại bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân. Trải qua hơn 19 tháng xây dựng, đến nay một số hạng mục của dự án đã hiện rõ, có vị trí sắp xong. Những ngày này khi đi qua khu vực đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây, hướng đường Đỗ Xuân Hợp đến nút giao An Phú, người dân sẽ thấy các trụ cầu cạn đã được dựng lên. Đó là các trụ cầu thuộc nhánh cầu vượt N2 gói xây lắp số 11 khởi công ngày 16 tháng 1 đã thi công xong 6 cọc khoan nhồi và lắp đặt các trụ. Tiến độ dự kiến vào tháng 5 năm 2025 sẽ làm hoàn tất cọc khoan nhồi, các mố trụ cầu, sàn giảm tải và kết cấu nhịp. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, ban giao thông cho biết việc xây dựng dự án nút giao An Phú cơ bản ổn định. Ngoài gói xây lắp nhánh cầu vượt nêu trên, các gói thầu khác cũng đang được làm song song, một số gói thầu chờ mặt bằng. Theo tiến độ hiện nay, hầm chui HC11 trên đường Mai Chí Thọ gần Đồng Văn Cống sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Hầm HC12 hoàn thành tháng 7 năm 2025, đường Mai Chí Thọ nối đường dẫn cao tốc.